Cố đô Kyoto hơn 1.000 năm tuổi, thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản. Cùng diễn viên Thanh Sơn Khả Ngân và MC Anh Duy khám phá một Kyoto rất phóng khoáng và gần gũi. Trong phiêu lưu cùng Gulliver tập 2 mùa 4 năm 2023, mời quý vị và các bạn đón xem hành trình khám phá và trải nghiệm Kyoto với nhiều điều thú vị, bất ngờ và hấp dẫn trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV TV, kênh VTC1 và VTC9.